Chưa biết kiểu chơi. Ví dụ ra tận ngoài này mà bắn mấy con này để cho một thằng hai thằng ở đây đi đâu dụ ra đây bắn. Trời ơi nhưng mà tốc độ nhanh. Ôi giời chưa gì. Ôi giời chưa gì đã thua rồi. Khi đang tí bật tôi không ổn định như cái trò chính kia. Quẩy một trận. Ây à. 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 Mới ngắm trời tí à. Ngắm trời. Ngắm sao đi xem nào. Phun ra ui à cái gì cả? Cái ghê cái này mình biết là quái rồi. Đây đúng rồi có gì có đẻ ra kìa nó đẻ ra đấy nó đẻ không có độc bắn nó nổ bùm hết. Có mắc mai mà có nữa để nghỉ dành những người chơi thích chiến thuật thôi chứ không phải chơi kiểu à đói nổ nhất á tôi cứ mắc có vật Việt Nam đây không biết để có vật cứ coi không có đùa đây là nguồn của quê còn lại nguồn của quê rốt đây là một thôi nhá. Mát thôi, có hai cái server này đầy hai cái. Ôi đã 90%
nói thật nha, mày chơi không kẻ rách thế nào ấy, thật đấy. Không phải nói thế mà kinh đâu, nhưng mà nói thật cái này là cái này là cái đạn của này nó đi phê không đạn. Dạ ạ, hôm nay thì chưa anh có cả clip chưa. Nhưng mà anh lâu rồi, chán của nó. Tiền 30 ngày nhưng có bắn đâu. Hơi khó. Lên TV giờ đấy. Ý trời ơi, nó có mũi tên rồi, ngắm trời đất. Có đặt cái trụ ra, đặt cái xe bắn đi, đặt ở nhà mình nhỉ. Lên cấp. Ừ, hack đi. Xe bơ kia không hack được, phải sao. Hả tài. Dít, ui. Kia toàn mẹ chính trị nha, mà là thịt này còn phun giáp. Ở đây cho kia lúc nào anh có súng ngon mà anh có vào anh vào đấy. Ừ, cái tàu đèo ơi. Oh shit mày quay tại chỗ rồi đấy ấy, đúng rồi, xem mắt nó, mắt nó lòi kìa, không phải kia đằng trước. Ừ, kiên hoa cái thể loại có độc, độc dược. Hoàng dược sư. Con cháu của Hoàng dược sư. Lão độc vật ở Lương Phong. Không vừa. Thằng kia lá cả nó vừa lại nó lên được đây mà. Thằng nào? Thằng kia vừa lên 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 đứng. Nó hack kì. Đố mày lên được đây luôn. Đố chui đấy. Đây là chơi có tự tha thôi. Đây này để chơi. Anh bị lây cúm của mày đấy. Thế của mày của bố, nhưng mà bây giờ có chịu rồi, mai này thì kì đấy. Ờ, phải là làm bắt đầu nó chưa kịp nở đâu, đợi tí nó mới nở như thế đấy, nở đấy đấy, tí nó mới nở. Ôi ơi, bắn nhà đi ơi, nhà bên kia đấy. Đông đông ở đây thì đi. Không phải tiếp tục nào, cái đấy chỉ nghe cái bắn điện của cái khẩu mà 20B đó. Đúng không? Chết rồi. Đang bị động. Quên nhỉ? Đấy, ra bắn đi. Đi ngắm map nhỉ? HLTV đi, xem có thằng nào nói gì không? Ấn một phát thôi, một tí nó phát dò mic. HLTV, đấy rồi. HLTR. Ấn đi, ấn lại. Ra mà. Rồi, tôi kệ rồi. Chắc là bị khóa này. Đây, đỏ đỏ đây. Ôi, nhìn trên này ai lên được đây? Ừ, trên đấy thì ai lên nữa rồi. Nghịt lỗi đây, nó bay. Nó bay. Nhìn thấy có thằng ở...
bay lên trên đấy đi chuyển nhanh lắm, không vừa bay lên trên đấy đúng không? Đấy chuyển nhanh. À bắn đi đừng để cho nó đẻ trứng. Cách làm thử thôi cho người xem thế thôi nhé.